Chào quý vị và các bạn. Ngay trước mắt chúng ta đây là một tác phẩm Tùng. Tùng La Hán. Một thân rất to mà lại được cắt giật uốn lượn rất là dẻo. Đây, tôi quay phía dưới lên cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy này. Tay của tôi nắm vào mà nó to tầm này thì các bạn cảm giác thấy là một bể vệ nó đẹp thế nào. Đây. Nó chảy thế này. Chắc có lẽ tác phẩm cũng rất là đắt tiền đấy, không phải là đơn giản đâu các bạn. Đấy, thân đẹp thế này. Một tác phẩm Tùng La Hán được nghệ nhân làm. Đấy, các đường giật, các bạn thấy đường cắt giật chuyển cành. Chuyển cành rất đẹp. Tôi đưa máy cao lên để các bạn nhìn từ trên xuống. Đấy. Và đây là cái cành phóng của cây. Tuyệt vời. Và phía bên này tôi thấy một cây song thụ các bạn. Cây song thụ như vậy là mỗi tay của song thụ được làm 5 bông rất đều nhau. Rất là đều nhau. Đây. Có lẽ đây là mặt chính của cây sao? Nhưng mà cây này chơi được cả hai mặt các bạn ạ, đều. Mặt nào cũng chơi được. Một cây song thụ đẹp quá. Ta nhìn cả bốn góc thì cây rất là đều, tán rất là ấm. Một vườn cây giá trị, rất giá trị. Vẫn là chủ nhân là một cây xanh, ông Lê Hồng Tuấn, câu lạc bộ cây cảnh Hoàng Long Thanh Hóa, một câu lạc bộ rất lớn ở trong cả nước. Vừa rồi câu lạc bộ Hoàng Long vừa tổ chức một cuộc triển lãm rất là quy mô ở tỉnh Thanh Hóa. Chắc có lẽ giới chơi cây thì các bạn cũng đã biết đến cuộc triển lãm này. Triển lãm được trưng bày rất là nhiều cây đẹp. Một cây xanh. Một tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Mai Chiếu Thủy thân. Một cây bông trang, ngoài Bắc gọi là cây hoa mẫu đơn, trong miền Nam thì gọi là cây bông trang. Đấy. Như một tấm thảm. Đây, chúng ta vào trong đây ngắm hai tác phẩm này. Thank you.
chúng ta di chuyển sang phía trong này. Đây, các bạn thấy khu vườn. Tôi sẽ quay lấy tổng thể khu vườn rất nhiều cây. Nhưng mà để quay được lần lượt từng cây một thì chúng ta phải hết sức là kiên trì, không vội để cho mọi người cùng xem. Các bạn đang theo dõi trên kênh của Phương Ca Cơ. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy ấn đăng ký và chia sẻ giúp mình cho mọi người cùng xem để cho kênh ngày càng lớn mạnh hơn. Và đó cũng là nguồn động lực để cho mình đi quay những cái video đẹp hơn nữa, để chúng ta cùng được ngắm những tác phẩm bonsai nghệ thuật của những nghệ nhân ở trong nước mình làm. Và qua kênh cây cảnh này cũng có rất nhiều bạn bè, bạn ở phía ngoài nước cũng đang theo dõi kênh của mình. Và qua khi kênh lớn mạnh thì cũng được đưa được cái cây cảnh của người Việt Nam mình đến các bạn bè thế giới để biết rằng nghệ thuật chơi cây của người Việt Nam nó đẹp đến như thế nào. Bộ bệ rất đẹp. Như vậy là chủ nhân cũng rất thích là chơi đá. Một chiếc chậu cổ, một viên đá rất đẹp, đá da voi. Và đây các bạn ạ, quất của ngày Tết của người Việt. Cây hoa mẫu đơn với một cái thân rất quái, giống như chân của một người gì đó, một người nào đó. Chúng ta di chuyển ra phía bên ngoài này. Đây là một cây long lùn, giáng long. Em chào các anh nhá. Dạ, em quay chút cây. Đón đây à? Dạ. Không, anh vừa đi đốn quân sao anh? Vâng. Tác phẩm Đồi Linh Sam.
cây rất đẹp. Đây là cần thăng các bạn. Chết, lúc nãy tôi nhầm cây kia là cây cần thăng. Nhiều cây quá đâm ra là quên mất cả tên. Rồi, các bạn xem có gì đấy không phải không đúng thì thông cảm. Đây, một tác phẩm bật lộc đẹp như này. Đây, một cây me. Hình như tôi đã gặp nó ở đâu rồi. Cây me thế này. Có lẽ vậy. Đây là tác phẩm trực, mang dáng trực. Cây mai chiếu thủy. Chào anh nhé. Cây xanh. Xanh to rất đẹp. Lúc đầu tôi nhìn cái này tôi lại cứ nghĩ là cây ổi, nhưng lại gần không phải các bạn ạ. Đây không phải là ổi. Không phải là cây ổi, nhưng mà thân
Anh ơi, cây này là cây gì anh nhỉ? À, bằng lăng. À, bằng lăng ạ. Mùa này nó rụng lá. Vâng. Đây là nhà nhà chú Tuấn này. Ừ, đây là vườn anh Tuấn. À vâng. Một cây rất đẹp. Và có lẽ tôi xin kết thúc video ở đây.